bốn câu chuyện cuộc sống đó đây tuy ngắn nhưng khi nghe xong có được rất nhiều bài học quý những câu chuyện ngắn về làng quê hay những câu chuyện ngắn về tình cảm quê hương tình cảm gia đình luôn khiến cho người nghe xúc động hơn thứ nữa dù chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng thông điệp mà câu chuyện muốn truyền tải đến người nghe vô cùng phong phú đó có thể là bài học cho những người con để làm sao yêu thương thông cảm và thấu hiểu được sự hy sinh vất vả của cha mẹ hay cũng có thể là bài học về mối quan hệ trong gia đình hoặc cũng có thể thông qua những câu chuyện mà giúp ta cảm nhận được sự nhọc nhằn vất vả mưu sinh của một kiếp con người ngày hôm nay vân anh xin được gửi tới quý vị và các bạn bốn câu chuyện cuộc sống đó đây tuy ngắn nhưng cực kỳ ý nghĩa nghe xong những câu chuyện này cả bạn và tôi sẽ có được cho mình nhiều bài học đáng trân quý hãy cùng lắng nghe với văn anh ngay sau đây nhé câu chuyện thứ nhất người mẹ bán mắm tôi không giấu được nỗi hoang mang nhưng tại sao mẹ nhìn tôi đăm đắm nó làm gì chỉ mẹ con mình biết là đủ con biết tự hào mẹ biết để yêu thương mẹ không muốn tình yêu của mình bị thẩm định trả giá mãi mãi mẹ chỉ yêu ba con và tình yêu ấy mẹ truyền lại cho con. Tôi im lặng, dù còn nhiều ấm ức trong lòng, nhưng tôi hiểu không nên hỏi thêm mẹ nữa. Câu chuyện về người vắng mặt bí ẩn dừng lại ở đây. Tôi đọc được trong mắt mẹ một nỗi đau da diết và thầm kín. Đừng chạm đến nỗi đau của mẹ. Trái tim một đứa con gái mới lớn của tôi luôn thôi thúc được trở về nguồn cội nhưng khỏi làm gì khi mẹ muốn im lặng. Tôi có mẹ và mẹ yêu tôi là đủ. Mẹ muốn được sống thanh thản, dù khổ cực nhưng không xấu hổ trước lương tâm là được. Đó là bài học vỡ lòng về ứng xử mẹ đã dạy cho tôi. Bài học ấy khiến tôi vào đời không tiếng phần lao đao vất vả vì người đời không đơn giản như mẹ con tôi. Người ta thích sống bằng bề ngoài giả tạo hơn giá trị tâm linh của con người. Người dân xứ sở đồng bằng thích ăn mắm. Nhờ sở thích ấy, mẹ con tôi sống qua ngày với nghề bán mắm. Mắm lốc, mắm sặc, mắm đinh, mắm cá cơm, mắm thái, dưa mắm. Đã làm mắm thì phải có mùi đặc biệt. Ngôi nhà bé nhỏ của mẹ con tôi lưu cử mùi mắm. Thường ngày, tôi giúp mẹ trộn thính vào mắm cho thơm và tươi màu trộn dưa mắm. Bàn tay thon nhỏ của tôi quen với công việc nặng nhọc, mang tính gia truyền này. Mắm của mẹ tôi đặc biệt ngon, nhờ bí quyết trộn và giữ gìn riêng nên đắt khách. Quầy bán mắm của mẹ tôi tuy ở trong góc khuất nhà lòng chợ, nhưng luôn có người tìm đến mua. Bạn hàng quen đưa mắm của mẹ về các chợ thành phố. Nhờ vậy, mẹ kiếm được tiền nuôi tôi ăn học, một phần để dành khi ốm đau hữu sự. Ngoài hàng mắm, mẹ tôi còn bán kèm theo những loại rau ăn mắm như bắp chuối, rau mát, rau đắng, hoa kèo nèo. Vì vậy, mẹ tôi còn có biệt danh cô hai kèo nèo. Thoạt nghe không lấy gì làm dễ chịu lắm. Kỳ thực, cái tên hoa kèo nèo nghe thật quay mùa. Nhưng đâu ai biết, nó đẹp một cách kỳ lạ. Nhờ trả tiền khá hậu nên những người nông dân ưu tiên mang đến hàng mắm mẹ tôi những bó bông kèo nèo đung bút bụ bẩm xanh ngước nếu bó bông đó có trộn lẫn hoa nở tôi nhặt ra đem cắm vào bình những bông hoa màu tím ngắt đẹp một cách kỳ lạ nó gợi lên trong lòng tôi một nỗi buồn thầm kín mênh mang tôi tự nhủ mẹ có một vẻ đẹp giống như hoa kèo nèo hoa kèo nèo đẹp mà buồn tím ngắt lặng lẽ như đời mẹ Mỗi sáng, tôi thức dậy cùng mẹ bưng bê những thao mắm vung ụ được đẩy điểm cẩn thận. Những bó rau ăn kèm với mắm chất trên chiếc xe gỗ, rồi y ạch đẩy ra chợ. Tích kích dọn hàng. Xong xuôi, tôi vội vã trở về nhà tắm rửa, chuẩn bị sách vở đến lớp. Tối ăn cơm xong, tôi giúp mẹ trộn mắm, chuẩn bị cho phiên chợ hôm sau, rồi ngồi vào bàn, đút lên ngọn đèn dầu nhỏ, học bài cái bóng lẻ loi cô độc của tôi in lên vách những bông hoa kèo nèo trong bình tàn tạ héo úa gãy gục hoa đẹp mau tàn đời hoa chỉ trong khoảnh khắc đời mẹ tôi có lẽ chỉ rực rỡ trong khoảnh khắc khi được yêu người đàn ông ấy để hoài thai sinh ra tôi sau đó là sự lạc quên lặng lẽ mẹ cam chịu nhưng tôi không cam lòng nhiều lúc tôi mơ hồ đợi tiếng gõ cửa dội lên từ tiềm thức. Nhưng tôi không thấy gì ngoài hiên vắng, thẳng hoặc có tiếng mèo kêu ao án trong đêm, tiếng cành cây khu trên mái tôn, đơn điệu và tẻ nhạt. Ấu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Khó đi mẹ chắc con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời từ bao giờ tôi đã thấm thí lời ru buồn của mẹ và cũng từ bao giờ nỗi buồn ấy đã đốt cháy trong tôi ngọn lửa của khát vọng mẹ tôi là một người đàn bà đẹp mái tóc dài đen mượt được búi gọn sau gáy chiếc áo bà ba sậm màu tôn thêm nước da trắng của mẹ tại sao một người như mẹ lại chọn cuộc đời lặng lẽ hẩm hiu trong góc nhà lòng chợ tăm tối chật hẹp không son phấn lụa là không màng đến phồn hoa lễ hội hương sắc bốn mùa xuân hạ thu đông vây quanh mẹ là thao hủ với những con mắm trở nhợt nhạt hoang tanh là những bó hoa dại kèo nghèo đắng ngét hoa chuối tím bầm rau mát hẹ ruộng mẹ dùng đũa lớn gấp gấp gói gói mời chào thế giới của mẹ chỉ có bấy nhiêu thuật không có được một khoảng trời với mùi mắm lưu cử vây quanh ám vào mẹ mùi hoa dại hăng hăng, nồng nồng. Tại sao? Tại sao một người đàn bà đẹp như mẹ chấp nhận một cuộc sống lặng lẽ như vậy khi đời thiếu nữ của mẹ đầy sôi động? Mẹ đã gặp và yêu ba dưới ánh trăng vàng lãng mạn, đã sinh ra tôi giữa cánh đồng đầy hoa cúc quỳ rực rỡ. Sao giờ này mẹ lại chọn một góc hẹp cho cuộc đời mình? Tôi tự hỏi và suy nghĩ miên man trong lúc đã vào giường buông màng, mắt nhắm nghiền mẹ nghĩ tôi đã ngủ say kéo chăn đắp kính ngực cho tôi nhìn ngắm tôi với niềm say mê kỳ lạ rồi hôn lên phần trán của tôi tôi nằm im cơ hội nín thở vì sợ mẹ biết tôi còn thức và giây phút êm đềm ấy phục bay biến đi ngay tôi ứng nước mắt để nhận ra bài học về lòng hy sinh và sự cam chịu mẹ cam chịu cho tương lai của tôi cho khung trời rộng mở của tôi phía trước. Khoảng mở ấy từ góc nhà lòng chợ tối tăm, chật hẹp và hôi tanh mà mẹ đã tự nguyện chọn làm điểm khởi đầu. Mẹ chỉ có một ước nguyện duy nhất là mong tôi học hành giỏi giang nên người. Lẽ nào tôi phản bội mẹ? Ngọn lửa khát vọng được đút lên lẻ lôi, cô độc và bền bỉ. Tôi thi tuyển cấp đạt điểm cao Nhờ vậy tôi được học ở một trường có tiếng tâm của thị xã. Bạn bè mới, thầy cô mới. Tôi lạc lõng và xa lạ giữa đám bạn toàn con nhà giàu có, thế lực. Ngay từ thời cấp sách, tôi đã thấm thí sự phân cấp này. Điều đó thật dễ hiểu đối với một đứa con không có cha và mẹ là cô hai kèo nèo làm nghề bán mắm. Thằng Túng, áo quần bảnh bao, vên váo, hòe ba nó là chủ tịch xã, nó tuyên bố sẽ vào bất kỳ đại học nào nếu nó thích. Còn Hoa được mọi người xung xoe vì ba nó là nhà văn nổi tiếng. Những bài văn của nó thuộc vào hạng trung bình nhưng được tán tụng như một thiên tài văn chương trẻ tuổi. Dù tôi cảm nhận thấy sự sáo rỗng, vô hồn đằng sau những ngôn từ lấp lánh kêu vang. Thằng Bình được tôn làm thần tượng của các mốt thời trang do bà má nó có một cửa hàng quần áo lớn nhất thị xã nó đến trường trong những bộ cánh sang trọng hợp thời nhất lớp. Lạ thay, điều chúng nó tự hào không phải là những điểm 10, điểm 8, mà là cái bóng vinh quang và sức mạnh của ba mẹ, nhân thân. Tôi tìm cho mình một góc riêng biệt, những đứa bạn mới như mắt nhìn tôi. Tôi nhìn lại với một sự tự tin và thách thức thầm lặng. Thằng Tuấn chung chung mũi. Mùi gì kỳ quá ta, thú Nó có chiếc mũi tẹt trên gương mặt đầy một trứng cá nhìn quanh quất Những đứa khác hưởng ứng ngay sự khám phá của nó như một trò chơi xu thời Chợt, nó dừng lại bên tôi, hét tướng lên sau cái nhăn mũi đầy khinh miệt Con diệu, chính thủ phạm là nó Đúng rồi, mẹ nó bán mắm cho nên nó hôi rình nó không mũi xuống đôi bàn tay chuyên nghệ trộm mắm của tôi xác nhận mục tiêu đã được khám phá. Với sự kinh miệt, hậm hỉnh, Tuấn rơi ra khỏi tôi như tránh một con hỏi. thiết gây, mặt mũi sáng sủa, vậy mà sặc mùi mắm túi. Con gái cô hai kèo nèo bán mắm tụi bé ơi. Nó út hận là mắt tôi trào lệ. Phải, tao là con gái của cô hai kèo nèo bán mắm đi. Nhưng điều ấy có gì để chúng bay khinh biệt thì tao vẫn có quyền tự hào. Tao, Diệu này là con gái của cô hai kẹo nèo bán mắm. Tao cũng có quyền tự hào lắm chứ. Mẹ tao là một bà bán mắm, nhưng đã cho tao biết bắt đầu cuộc đời từ đôi bàn tay của chính mình. Cho tao biết thế nào là lòng hy sinh. Chắc gì chúng mày hiểu được. Phải, tao là Diệu, con gái của cô hai kẹo nèo, bán mắm ở chợ cậu Đúc Bưng Môn đây. Tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là con gái của một thường dân bán mắm. Tôi thu hết sức mạnh, gian thẳng cánh tay, tác vào má thằng Tuấn. Tuấn hét lên, lão đảo trước cái nhìn sững sờ của mọi người. Thấy gương mặt đầm đi nước mắt của tôi, mẹ hiểu ra mọi chuyện. Mẹ lặng lẽ làm cơm cho tôi ăn. Mẹ nhìn tôi sâu thẳm. Con xứng đáng là con của mẹ, của ba con. Suy nghĩ đâm chi một chút, mẹ nói từ nay con đừng trộm mắm nữa tôi biết mẹ muốn tôi đến trường sạch sẽ thơm tho sang trọng mẹ muốn tôi có được một bề ngoài để đừng ai khinh thường nhưng ý nghĩ của mẹ thật sai lầm thật tội nghiệp tôi kiên quyết nói không con vẫn trộm mắm vẫn đi bán mắm bàn tay con hôi mắm nhưng vào giờ kiểm tra không đứa nào dám chê mùi mắm của con đâu con thật là mẹ nhìn tôi ánh mắt vừa trách móc vừa pha lẫn niềm tự hào. Năm cuối cấp 3, trôi đi trong tức bật vội vã. Ngoài vật lộn với những môn thi cuối cấp, tôi lao vào các nghề thi cho phộp sát, viết bài luận với sự quyết liệt thầm lặng. Trong căn phòng nhỏ nơi thị xã tĩnh lặng, với chiếc máy tính kết nối, tôi gửi đến các trường đại học trên thế giới, khát vọng sinh học bổng du học. Sau kỳ thi tú tài, điểm số của tôi vào được nhiều trường đại học top cao trong nước. Cùng lúc, tôi nhận được Y20 của một trường đại học ở Mỹ. Niềm vui, niềm tự hào trong tôi ùa đến cùng nỗi lo âu. Con gái của một bà bán mắm làm sao đủ tiền đi du học. Dù tôi có được học bổng miễn học phí, nhưng tiền ăn ở mỗi năm hơn 10.000 đô la. Số tiền ấy quá lớn với mẹ con tôi. Suốt mấy ngày liền, tôi sống trong tâm trạng ngổn ngang dặn xé. Không chỉ khó khăn về tiền bạc, tôi không khỏi đắng lòng nghĩ đến cảnh tôi ra đi biển biệt, bỏ mẹ lại trong căn nhà lưu cửu mùi mắm. Ai giúp mẹ trộn mắm, dọn hàng? Cuối cùng, tôi đành trao cho mẹ bức thư tôi được nhận vào một trường đại học nước Mỹ. Tôi rưng rưng nói với mẹ. Mẹ ơi, nhà mình nghèo quá, nên dù khao khát được du học, con quyết định ở lại mẹ chăm chú đọc tờ giấy bằng tiếng anh mẹ không biết tiếng anh nhưng mẹ hiểu nội dung của lá thư bằng tình mẫu tử mẹ ôm tôi vào lòng khóc tức tuổi nghẹn ngào rồi chợt mẹ đẩy tôi ra lao nước mắt ngẩng mặt nhìn tôi nghiêm trang nói không con phải đi con phải bay xa tương lai con ở phía trước tôi bật khóc nức nở nhưng mẹ ơi nhà mình đâu có tiền mẹ la nước mắt cho tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ quyết liệt và kiêu hãnh đến thế. Mẹ có, mẹ đủ tiền cho con đi học. Mẹ xoay người, dở vạt trường lên, lấy ra chiếc giỏ đang bằng lát, mở nó ra. Mẹ run rẩy lấy ra những miếng dẻ rách nát từ đáy giỏ. Một luồng ánh sáng lộng lẫy rọi đến tôi. Tôi mở to mắt, không thể nào tin được. Mấy mươi lượng vàng được cất trong chiếc giỏ lát quê kiển cũ kỹ. Mẹ chắc chiêu mấy mươi năm bán mắm cho tương lai bằng cả tuổi thanh xuân cả cuộc đời mẹ. Ôi mẹ ơi! Bất gương ngoài đi, mẹ tôi, người đàn bà bé nhỏ bán mắm suốt đời giam mình trong góc nhà lòng tâm tối chật hẹp sẽ cho tôi bay vào khung trời cao rộng. Mẹ tôi đã viết nên chuyện cổ tích từ thế giới hỗn mang này. Câu chuyện thứ hai Đời nay mấy mặt Đến năm 34 Chả biết mất cái giống gì Mà cô Thi cùng thằng cu 3 tuổi Đi một hơi về nhà lão ngủ Thường thì vợ chồng cô Cùng con trai trên xới hợp Năm thì mười họa Cô mới một mình một con Một tay ga về thăm cha Thăm em và thắp hương cho mẹ Đằng này cô về bằng xe buýt Là có chuyện rồi cư dân tổ hai ấp một của cái xứ lão ngũ đang thường trú già non đoán thôi nhưng trăm phần trăm cô thi giận bên chồng đời mà ta bà trên thế gian ô trọc lốc này luôn rách việc bởi rỗi hơi đoán đã đời họ quay qua lên án lão ngũ không biết sống mẹ cha ơi sáu mươi lăm tuổi tóc một màu bạch kim mà không biết sống nghĩa là làm sao họ nói con gái giận chồng giận nhà chồng mà cha ruột chứa chấp là không biết lễ. Làm như vậy, con gái được nước. Mỗi giận mỗi về, thì ra cái thể thống gì? Nghe ta bà mổ xẻ chuyện của nhà mình ở cà phê cốc bãi thả. Lão mũ bèn tàn tàn, ghé làm ly đen nóng nghe chơi cho biết. Khách của cà phê bãi thả không một ai thiệt thọ của xứ này. Ngay bãi thả cũng đâu phải ngoài miền trung vào cái năm lũ lụt kinh hoàng nào đó xa lắc xa lơ nghe nói xứ này làm ăn được bèn đến đây vậy là ra cái tổ hai ấp một chiêu một gụm cà phê ngủ hỏi ê bảy thả thằng nào nói tao không lễ nghĩa vậy mày hả không lễ nghĩa nghĩa là làm sao mày nói tao nghe bãi thả và lão ngủ là những kẻ đầu tiên tạo nên tổ hai ấp một này Chơi với nhau, tôi cứ thở bếp chưa có rìa, nên mày mi tao tớ quen rồi. Hai Cao nói, chứ không phải tao. Ngủ hỏi Hai Cao. Lễ nghĩa sao? Nói nghe chơi Hai Cao. Con tôi giận chồng, về nhà là tôi không chứa. Vậy ra con ông có bị chồng thôi vô mặt hay chửi cha mắng mẹ cũng phải cắn răng mà chịu hả? Ông có đọc sách mà không nhớ câu vãn chi nhữ gia tức kính tức giới vô vi phu tử nghĩa là con về nhà chồng phải kính phải răng chớ trái lời chồng trong bài văn sách có tên kinh nghĩa của cụ lê quý đôn phận gái mười hai bến nước lão ngủ đằng hắn phải thì chơi không phải thì xù ở đó mà kính với răng với ông ạ thì trong nhờ đục chịu chứ ngủ khùng này á trong nhờ đục lóc phèn con gái tôi về không ở nhà tôi thì nhà ông chắc hay là ra khách sạn ông á thì việc nhà mình không chứ nhà người ta thì thạo bớt xen chuyện người khác dùng cái cha nội lão ngủ đợp vào mặt mà hai cao còn im như thóc trong bồ huống bầy sử nhi cho đến trung niên mà lão nghe nói có lý chứ hả thập niên thứ hai của kỷ 21 ở đó mà bến nước với bến tắm ngựa nhưng mà chuyện kia mà cô thi ẩm con về nhà cha ruột vậy kìa để hỏi bảo cao hay huy trọc hai thằng con trai của lão ngũ em của cô thi xem sao bảo cao thì khó cại miệng bởi cái thằng này đất nước vừa vào đổi mới nó đã mới một cái trời sợ luôn ta bà tổ một ấp hai nhiều chuyện rằng vì bảo cao nên bà ngủ sinh bệnh mà qua đời bảo cao bị bốn năm tù vì chém người gây thương tích biết vợ vào nhà nghỉ với bộ cũ bảo ôm mã tấu đợi giang phu dâm phụ vừa ra khỏi phòng là a lê hấp một đứa một má dân tổ một ấp hai ớn lão ngủ thì ít mà ớn bảo cao thì nhiều khổ với cha nó nó choàng mã tấu thì mệt lắm còn khi trọng thì khác thằng thứ út này hiền kiểu cắn cơm không bể nhưng cắn tiền bể đôi lại hoạt bát nó kể rằng thằng anh rể tên là long tuy là phó giám đốc công ty nhưng vẫn tăng ca đêm. Phó xưởng sản xuất, công nhân làm mình về đâu có được. Nửa đêm, thằng con đau bụng khóc ngằn ngặt, làm cô Thi điếng vía. Bà má chồng đè ra cạo gió, cạo xong cu con vẫn đau. Vậy là taxi đến nhà đưa hai mẹ con đi bệnh viện huyện. Mở xịn mát phôn thì má hết pin. Cô Thi bèn mượn điện thoại của bạn cùng phòng gọi cho chồng. Nghe tiếng nhạc thì biết chồng đang tăng hai chứ không phải là tăng ca. Và cô tràn hồng khi kẻ bắt máy là một giọng nữ. Giận quá thì cắt cái rụp. Thằng cu chỉ rối loạn tiêu hóa chứ không sao. Sáng trọng đến. Sao không gọi điện cho anh? Lúc 12 giờ em có gọi. Lòng mở máy. Đâu có cuộc gọi nhỏ nào của em. Lúc đó máy hết pin nên em mượn điện thoại của bạn cùng phòng rồi hai vợ chồng cùng về. Vào phòng thì thu gom áo quần của hai mẹ con vào vali. Long nói, anh xin lỗi, giám đốc công ty rủ rê karaoke không đi không được. Khi hôm con Thúy kế toán trưởng bắt máy, nó nói gì, anh hỏi nó thì biết. Nói rồi, cô lên xe buýt về nhà lão ngủ. Ra lại ghen tuông, chứ chẳng gì lớn. Thời buổi mà hai vợ chồng bất kỳ là công nhân của một công ty nào đó trên đất nước này, lương tháng cả hai 15 triệu chưa tăng ca là chắc nổi. Nếu cặp vợ chồng ấy có hai con đang mầm còi lá, thêm tiền nhà trọ cũng chưa đến cái giá 3 triệu. Làm công nhân thì công ty đã cung cấp ngày hai bữa ăn. Xài chi thì xài, mỗi tháng cặp đôi ấy, chỉ ít dư cũng 5 triệu. Vài tháng họ gửi về giúp ông bà nội ngoại vài đồng ăn trầu hút thuốc lá là chuyện nhỏ xíu. Lâu lâu chồng cùng chiến hữu tranh thủ vợ đang ca đêm buộc hú ở karaoke tí chút cho vui công nhân còn vậy huống long là phó giám đốc nhất là vụ karaoke có tay vịnh từ chân lắm tay bùn bước ra ánh sáng lực quyến rũ của phồn hoa ai không thích kẻ đó không là người mà đã là người thì không đi không biết đồ sơn đi rồi mới biết không hơn đồ nhà đồ nhà tuy có hơi dạ nhưng là đồ thật chứ không là đồ sơn vui chơi tí chút, chứ vợ cái con cột luôn là kim chỉ nam phải không Long? Ba ngày sau, phó giám đốc Long mới tớp xới hợp trước nhà lão ngủ. Thằng khu ba tuổi đang chơi vòng ngoại, trong thấy ba là ùa vào lòng, rố rít. Ba ơi, con nhớ ba. Ba cũng nhớ con. Lòng ta hung hít thằng cu một thôi một hồi rồi. Ba khỏe chứ hả? Để con thắp cho má cây nhang. Và cuối cùng là, vợ con đâu rồi ba? Nó ra xã chứng lý lịch và hồ sơ sinh việc Lão ngũ nói tỉnh khô Không hỏi hàng chi ráo Con đưa thằng Huân về đi học Đã ba ngày không đến lớp Bà nói với vợ con chiều nay về Có có chuyện cần nói Lão ngũ nhìn con rể một lúc Chuyện ra sao Mặc kệ chúng mày Con vợ mày nhờ tao trong thằng Huân Lại yêu cầu nếu mày đến Thì chờ nó về nói chuyện Ngồi đi Chuyện ra sao, nói nghe được không? Nói cho thiệt nha. Dạ, hôm cô Huân rối loạn tiêu hóa, còn phòng giám đốc người đài đi karaoke. Vợ con giận, chứ không có chi lớn đâu ba. Chỉ vậy thôi. Dạ, chỉ có vậy. bà nói với cô ấy giúp con, con chơi một chút vì không thể từ chối. Nếu chỉ có vậy thì chả có chi lớn đàn ông thì lâu lâu chán cơm đi ăn phở cũng không sao vậy mà con thi nó nó nói vợ con nói sao hả ba nó nói cái hòm ca ra ca riết gì đó nó gọi thì con thúy bắt máy thúy nào vậy phải con bồ cũ của mày không dạ cô ấy là kế toán trưởng của công ty quan hệ đồng nghiệp chứ bồ bịch thì xưa rồi ba ơi nếu như vậy thì mày chợn tí con thi sắp về rồi bà nội nhớ cháu cho nên bảo con chờ xíu đi rễ chuyện không lớn thì gấp gáp cái gì hay còn có chi khác lớn hơn mà mày muốn bắt thằng huân để gây áp lực con thi thì mày biết rồi đó một một hai hai chứ không giỡn được đâu dạ dạ cái gì hôm qua con thi vợ mày dứt đơn ly hôn tao hỏi thì nó nói con thúy bộ cũ của mày gặp nó ở cặp mắt bí lót của long thiếu điệu như chữ o o hay a chi mà cậy lão ngũ vẫn rằng thì cô thúy bộ cũ Thời cấp ba của long mời thi ra cà phê bonsai tâm sự cho vui đời thúy bảo rằng thậm chí cô để thi quay phim ghi âm tùy ý đang mang con của long được ba tháng long bảo cô đi điều hòa nhưng thúy đã từng dạy thì cũng phải khô một chút. Ngày xưa, cô đã ngu si bỏ chân lắm tay bùn chạy theo con ngài giàu đẹp trai nên giờ cô dứt khoát không buông. Ai đó dạy, biết cách buông tay là người hạnh phúc nhất. Khổ đau không phải do số phận hay người khác tạo ra mà do chính mình. Biết buông bỏ, bạn sẽ sống đơn giản và hạnh phúc hơn. Những ý trên chỉ dành cho những kẻ đang lâm cảnh cùng đường tuyệt vọng. Đời thúy đang như hoa héo chợp được anh, ngu gì mà buông. Đó rồi, lão ngủ đem cái đoạn ghi âm buổi nói chuyện của Thi và Thúy mở cho Long nghe. Long rủ mắt, mặt tái như chạm đổ, lặng yên không nói được một lời. Tội nghiệp quá thì thôi. Ca dao dạy rằng, đàn ông nông nổi giếng khơi, với Long là sai biết. Lòng nông nổi cù lao thì có, ham của lạ, lúc nào cũng một cái lạ bằng một tạ đường phèn lúc này cô thì đã về tới cô Huân bỏ ông ngoại xa vào lòng mẹ hôn hít cô con đã đời cô vào phòng lấy giấy ly hôn nhìn chồng giọng lạnh tanh tôi giải thoát cho anh ký đi ai nuôi thằng huân sẽ do tòa quyết định trong khi chờ đợi phán quyết cô huân ở với tôi ở đây cũng có mầm trò lá nên anh yên tâm mỗi chiều thứ bảy tôi cho phép anh rước nó về chơi phòng bà nội chiều chủ nhật anh mang nó về cho tôi được không anh cũng nên báo cho gia đình anh biết chúng ta ly hôn. Quyết định về đi. Sự việc diễn tiến có mặt của Bảo Cao vào Huy Trọc. Bảo như đã biết, âm thầm ít nói. Còn Huy thì... Chị hai tao giải quyết mọi chuyện nhanh gọn và đẹp như Lý Tiểu Long ra đòn. Anh để tao về, không nói được một tiếng. Mà nói chi được nữa khi mọi chuyện sờ sờ ra đó. Sờ sờ là làm sao? Bà Thúy quyết danh chánh ngôn thuận với ông Long, nên hình ảnh đi chơi đi bời ở Vũng Tàu, Long Hải, hình trong khách sạn cũng chuyển hết vào máy của chị hai tao. Lúc ra tòa lần một không có ông Long. Sao vậy? Bà Thúy đẻ chứ sao nữa? Mọi chuyện xem như ổn. Cô Thi là công nhân phổ thông của một công ty. Lương tháng dư đủ để hai mẹ con vùng vẫy với chợ đời. Lão Ngũ có bổn phận đưa đi trước về cháu ngoại đến mầm trò lá cũng nhắc lại cô thi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khố rách áo ôm trăm phần trăm dân tổ hai ấp một là áo ôm khố rách ngày nay họ có ăn có để là nhờ vào cần cù và sự chuyển mình của xã hội như cô thi trưởng nam hay trưởng nữ của hộ nào cũng phụ cha mẹ kiếm cái bỏ bụng từ rất sớm dành cái sự học lại kem út cô thi mới lớp bốn đã ô xin cho nhà giàu 12 tuổi theo cha má vào rừng trong em một năm không quá một tháng mới được quét căn nhà lập lá dừa nước phách lồ ô nền đất ở tổ hai ấp một này em trai ở tù mẹ chết một tay cô lo cho cha già nhưng ba mươi tuổi cô mới gật đầu làm vợ long không phải do cô nghèo và xấu đâu nghe cô xinh xắn và duyên lắm đó như lão ngũ đã nói khi con gái cho long về nhà ra mắt ông tao tưởng kẹn hôm luôn rồi chết một thằng tre trẻ hỏi kẹn hôm là cái nghĩa lý gì hả bác ngủ lão ngủ tằng hắn đầy đủ của câu này là già kén kẹn hôm nghĩa là kén chọn quá mức sẽ bị mất bẫy sa lòng đôi khi lựa chọn kỹ quá rồi chợt phải người tệ hại phải chịu đựng nhau cả đời già kén kẹn hôm là vậy đó hiểu không sau ly hôn cô bác tổ hai ấp một nói lão ngủ đúng là tiên tri số một. Cô thi hơn cả kẹt hôm. Trong thiên hạ, có xa trước cám dỗ, nhiều lắm là chân nam đá chân chiêu ngoài chợ bởi rượu. Hơn tí là cờ bạc, còn gái gú thì tí chút cho vui. Cá biệt có thằng cũng bé, cũng mọn, nhưng chui nổi từ xứ khác, chứ chả ai dám ngang nhiên sách bầu đến đôi co với bà lớn. Chuyện này cũng thường thôi, chứ có chi mà tiên tri người nghe nói Mày thì biết cái gì, chuyện con thi thì có chi mà tiên tri Chuyện thằng Long mới thiệt là lão ngũ nói như thánh nói Sao, nói anh em nghe với Tao nhớ bữa đó ngay tại quán cốc này Lão ngũ nói với năm lựu đạn rằng Mày biết đó, hai lão già này mà tụ lại thì Thì mà là nhưng song le Nói mẹ đi, rê ra mệt quá lão ngủ nói chắc gì cái con thúy đàn mang là của thằng long ông lựu đạn ơi thằng long ngơi như bò đỏ nó tình cũ nên xa xa mà ngắm nhìn mà lưu kỷ niệm ăn cho bằng được không nghĩ rằng mình có thể bị đổ vỏ y như rằng sau đó nương vô tình bè bạn cùng quê hương xứ sở cùng tuổi tác cùng một thời tụ lại để cho ra tổ hai ấp một lòng khẩn cầu năm lựu đạn nói giúp lão ngủ một tiếng Lưu Đạn kể với ta bà cà phê cốc bãi thả rằng cô Thúy Lâm bồn chưa tỉnh thì Long đã nhờ bác sĩ phụ khoa lấy giúp một mẫu rốn để xét nghiệm. Con làm sao bây giờ chú Năm ơi? Long khẩn khoản, chú giúp con một tay, con sai quá rồi. Nhưng mà Lưu Đạn không dám, đã cố gan ăn cướp thì cố gắng chịu đòn. Sai thì sửa được, chứ Long có tội, không thành án nhưng nặng trình trịch. Cô Thi lạnh như tiền mỗi khi Long đến nhà trước cô Huân về thăm nội. Ngoài 40, cô cũng còn mòn con mắt lắm nên không thiếu người đến nhà xin sách chiếc. Nhưng cô nói, em vẫn còn yêu anh Long, ảnh chết em mới thêm bước nữa. Ta bà nghe mà chẳng dám cười. Đúng là đời xưa mấy mặt đời này mấy tay. Câu chuyện thứ ba Quán hủ tiếu ông già bà chỉ được làm mỗi một việc là lắng nghe những lời yêu cầu của khách qua lời ông truyền lại. Một hủ tiếu, một vắt. Hai tô hủ tiếu, hai vắt nha. Một mình bà Tư suy trở với thao bánh hủ tiếu trước mặt, nồi nước lèo và nồi xíu vắt bốc khối bên tay phải. Tài thoang thoát thái thịt để kịp bán cho khách, tuyệt đối không rời khỏi khu vực bếp. Không ai được tiếp cận khu vực này vì tất cả những việc khác đã có ông Tư đảm nhận từ thu tiền đến họ khách ăn hủ tiếu thế nào. Lỡ mà ông có việc phải vào nhà thì khách cũng phải đợi một chút hoặc nếu khách quen thì có thể để tiền trên bàn dặn tôi lên trên. Bà không bao giờ thu tiền thay. Nếu khách có tới bà cũng nói đợi đưa cho ổng. Người ta nói quán hủ tiếu ông già chỉ là một quán bình dân không tên, không bản hiệu mà chuyên nghiệp hơn cả những quán có thương hiệu vì tất cả các khâu từ thu tiền đến nguyên liệu đều như được lập trình theo một trật tự nhất định. Khách gọi quán ông già do chủ quán là ông già, người gầy nhôm, thấp bé, tóc hớt cao lớn đớm bạc. Quán bình dân nhưng đặc biệt, đặc biệt từ nước dùng ngọt vị tâm khô và khô mực ninh với xương. Những đoạn xương được ông đến tận lò mổ, chọn mua về chặt khúc ninh nhừ. Khách có thể vừa ăn hủ tiếu, vừa nhẫn nha nhâm nhi xương mềm, quán để sẵn vài chồng chén nhỏ đặt trên bàn lớn, một thố to đựng ớt cắt nát đều tăm tắp, một thố hơi nhỏ hơn đựng cải xá bấu vàng ươm, hai thố nhỏ đựng tiêu, bột ngọt và mấy chai nước mắm nước tương. Khách vào tiệc tay tự pha chế lấy chén nước chấm của mình. Ông già không phục vụ thay khách. Khi ăn xong, khách rời bàn đi ngang qua ông già gửi tiền, chứ ông cũng không đi từng bàn mà thu tiền. Những lúc khách vào đông, ông vẫn vui vẻ với khách, nhưng lại gắt gọn với bà vợ. Người vợ không bao giờ cao có hay buồn phiền gì ông, bà cứ lặng lặng làm công việc của mình, không rời bếp, bà như người của một thế giới khác, mặc những ồn ào tấp nập ngoài kia, chuyên tâm vào công việc của mình một cách chính xác, nhất là làm đúng từng thao tác nhỏ để có một tô hủ tiếu vừa ý. Sáng, ông già ngồi ở chiếc bàn dưới gốc cây mận mà uống trà. Hôm nay, quán nghỉ, tấm bảng nhỏ ghi dòng phấn trắng nghĩ tới ngày 16 âm lịch bán lại. Đó là khi bà chủ quán bệnh. Bà nghĩ thì ông cũng nghĩ. Không ai có thể làm hài lòng ông ngoài bà. Bà Tư cấp rổ ra trước nhà hái mận. Gió xôn xao, bà nâng niu vẽ từng trái. Giống cây này đem từ miệt cò công quê bà lên. Trái sai, trắng ngần, ngọt liệm. Lời người khách nói hôm trước, khi ăn hủ tiếu như còn vẫn đâu đây. Bác gái lớn tuổi mà còn đẹp quá, hồi trẻ chắc nhiều người mê lắm ông tư bực bội đừng có khen bà tưởng thiệt rồi quên nêm muối quá tay mặn thế tổ ạ à. bà không nhớ hồi đó mình có đẹp không bà nhà nghèo không có nổi chiếc kiến để soi con nhà nông một nắng hai sương khuya ba bốn giờ đã lo thức chị nấu cơm rồi tất tả ra đồng hết cấy cho ruộng nhà cấy vần công cấy muối cho người ta hết mùa cấy lại quay sang trĩ đậu trồng khoai. Quảnh điện ngó lại đã sang mùa gặt. Sáng ra đồng khi mặt trời chưa trở dậy. Chiều về nhà, vần dương đã chìm trong giấc ngủ vùi. Không có thời gian để mà ngắm nghía đẹp xấu. Còn nhiều người yêu thật tình, bà cũng không để ý. Con gái ráng lo giữ thân. Má bà nói như vậy từ hồi bà mới 13 tuổi, khi lần đầu tiên thấy khác lạ trong người. Má còn dặn đi dặn lại mình không quý bản thân mình thì làm sao người khác trọng cho được. Ông Tư ngồi trầm ngâm uống trà, tự ông thấy mình không giống ai, đàn ông ai cũng vui khi nghe người ta khen vợ mình đẹp, vui và hãnh diện, chứ ai lại khó chịu như vậy. Nhiều người còn mong có vợ đẹp để cùng đi đó đi đây, cũng nở mặt nở mày. Ông uống trà đi, bà khẽ khàng chăm thêm nước nóng vào bình trà bà ngồi xuống đây cho vui giọng ông khoảng chút hờn mát mà thoáng nghe bà đã hiểu ông đừng có để ý chuyện người ta nói xấu hai đẹp có quan trọng gì hả ông xấu hai đẹp cũng có lỗi gì chuyện mấy mươi năm rồi ông còn để bụng chi cho phiền bà tư mệt người lớn tuổi sức khỏe phập phùng như thời tiết bà mắc chứng bệnh cao huyết áp sức khỏe trò sụp theo những chỉ số đo này huyết áp khó ổn định vì ảnh hưởng bởi cảm xúc. Buồn hay lo lắng cũng làm huyết áp tăng rồi chóng mặt. Ông Tư không nói gì, nhưng ông đang hối hận vì đã làm bà buồn rồi mệt. Hai người sống chung nhau 50 năm, từ hồi ông 20, bà 18 ở dưới quê, nên hiểu nhau tận chân tơ kẻ tóc. Bà hiểu ông đang ghen ngầm, dù cả hai giờ đã già, hàm răng mớm mếm đến nỗi ăn trái mận cũng phải nhâm nhâm thật lâu bà hiểu ông mang trong lòng mặc cảm của một người đến sau dù ông để ý bà từ khi ông còn thanh niên vừa biết rung động với người khác phái hồi đó người ta gọi ông là ba kiên chứ chưa gọi theo thứ của bà như bây giờ bà tư hồi trẻ tên tư thời tư thời có mái tóc dài ống ả ba kiên yêu mái tóc dài từ bữa bà ngồi nghỉ trưa với chị em bạn kế dưới gò cây mùa u khi bà chạy mái tóc để bới cho gọn trước khi vào buổi ký chiều. Mái tóc ấy thô miên chàng trai Ba Kiên. Ba Kiên mơ nhiều nhưng tự biết mình chỉ có quyền mơ bởi anh ý thức được anh với tư thời như đôi đủ lệch. Tư thời dông giọng cao, nụ cười duyên, má lúm đồng tiền, siêng năng nết na duyên dáng, nói chuyện ý tứ nhẹ nhàng. Còn Ba Kiên thấp bé, gầy gò, lại cọc cằn thẳng tính. Nhưng buổi chiều, bà kiên tha thẩn ngang qua nhà tư thời lửa lúc tư thời đang làm cơm chiều khi ghé cho khúc mía bữa cho mấy trái mận người nhà tư thời không cấm đoán hay để ý gì vì ở xóm quê này người ta đem cho nhau mớ rau con cá cũng là chuyện thường ngày họ chỉ bắt đầu dò xét khi bà kiên đem qua nhà cho cây mận trắng ba của tư thời nói thằng ba kiên người ta nói nó khù khờ chứ có phải vậy đâu nó cho nhà này cây mận, tức là nó muốn cắm rễ nhà này rồi. Cái thằng, đàn ông gầy yếu như vậy, làm sao gánh vác nổi vợ con? Mẹ tư thời lại lo lắng, chặn dò con gái phải về chừng với thằng Ba Kiên. Tư thời luôn giữ trong lòng những lời mẹ dặn từ năm 13 tuổi. Mình phải giữ bản thân mình mới mong được người ta trân quý. Với ba Kiên, cô không nghĩ gì khác dù biết người thanh niên đó quý mình cô luôn tự dặn bản thân chỉ gật đầu những nơi cha mẹ thuận tình bởi với tư thời người lớn luôn dài dặn kinh nghiệm chỉ cần nhìn qua là biết người ta xấu tốt ra sao sáng sớm bà tư ngồi chạy mái tóc bà nhận thấy mình đã già cằn cỗi như mảnh đất bạc màu mỗi bữa chải tóc để bới lên cho gọn bà thấy lọn tóc trong tay mình ít dần ít dần một vài năm trước bố tóc to như trái cam giờ thì bé lại chỉ nhỉnh hơn một củ tỏi một chút bà nhìn ra sân ông tư đang lượm cụm tứ cây mận lưng ông còng xuống dáng người càng thấp bé thêm có thể cũng như bà ông nhận ra mình ngày càng thấp bé đi và nỗi tự ti về thể trạng làm ông bức bối trong ông có những cảm xúc lẫn lộn nửa ghét cay ghét đắng mười tốt nửa lại ao ước được phốc dáng vạm vỡ khỏe mạnh lực điền như người mà ông vốn không ưa. Họ ơi, cá đối chấm nước bấm gừng đâu có ai níu áo mà anh lừng khừng không muốn đi. Mùi túc họ khang vậy thôi, mà chị em bạn trong nhóm cái của tư thời gư đón già đón non là anh chàng khéo léo dò ý tư thời. Mùi túc là cất giọng, họ ơi, ngó lên trời mây trắng mây xanh, ưng ai cũng vậy ưng anh cho rồi. Nhóm bạn để cho tư thời họ đáp. Họ ơi, chuyện vợ chồng anh khá chớ bồn trồn, anh thương em nên về chặt, kẻo thiên hạ đồn không hay. bà Kiên cảm thấy đổ vỡ, tự anh biết mình không thể sánh cùng với mười thuốc, anh chàng lực điền cao to vạm vỡ lại ngọt ngào. Chiều, khi về ngang qua ngõ nhà tư thời, bà Kiên lấy hết can đảm, ngân câu hò giọng Đức Quảng vì hồi hộp. Họ ơi, thò tay anh bức cọng ngò, thương em đứt ruột, giả đò, ngó lơ. Câu họ thô mộc vụn gãy bởi lặng hơi ngắn và càng đục. Cứ thời nghe, cũng để đó, chưa có biết làm gì. Mọi sự đều tùy vào ý của cha mẹ quyết. Bà Tư trầm ngâm, bà cười cười một mình, bà biết tính ông hay ghen. Già sắp xuống lỗ rồi mà còn ghen ông thương bà theo kiểu của ông không muốn bà tiếp xúc với người đàn ông nào khác ngoài ông ngoài xã hội bà luôn nhường ông một bước để ông quên đi mặc cảm không xứng với bà và tận đá lòng bà ông là một người ơn trong ông mang nỗi ấm ức khó thể nào xóa đi ông sẽ tức giận và khó chịu nếu ai đó là đàn ông tiếp cận bà ông không yên tâm nếu để bà chỉ một mình dù bà là người đoan chính có lần khi ngồi bên nhau uống trà, ông nói như chỉ là lời bộc phát mà bà hiểu trong ông luôn đau đáo nghĩ về điều này. Tôi chỉ mong sau này bà chết trước để tôi được lo cho bà chú đáo. Hai vợ chồng mình không có con. Bà cười buồn. Thật lòng ông chưa quên chuyện cũ dù đã mười mấy năm rồi hay sao. Bà kia ngồi một mình trong căn chòi lợp rơm giữa đồng chiều rồi mà nắng vẫn còn chói chăng, nỗi tủ thân dân tràn trong anh như con nước lớn anh thương Tư Thời bằng tấm lòng chân thật nhưng vì sao anh không thể đến với người anh thương xét cho cùng anh không có gì thua mười tốt chỉ có sắc phóc có phần thu thiệt chứ mười tốt phát một lần hai dạ lúa anh cũng đâu có thua kém gì về phía Tư Thời anh biết cô rất ngoan hiền cô không dám dành tình cảm cho ai vì luôn nghe lời mẹ cha chỉ cần cha mẹ ưng thuận cô cũng không dám cãi. Ngày mai, đám cưới tư thời, người trong xóm giờ đang rộn rịp chuẩn bị lễ thành hôn. Ba Kiên đã tính, sau lễ cưới tư thời, anh sẽ chèo đò, đi xa lên tận miệt Tây Ninh mà làm mướn. Ở đâu cũng là làm mướn. Nếu như ở lại, ngày ngày nhìn vợ chồng mười tốt, tư thời, đi đâu cũng có đôi, hay những ngày mười tốt đi cài, tư thời đem cơm ra đồng, rồi cùng ăn cơm chung chén cơm cá đối nướng chấm mắm gừng tư thời khóc như mưa trốn địch ở trong buồn bên ngoài như võ chợ người ta không ngờ có chuyện như vậy xảy ra ở làng quê yên bình này trước nay làm gì có chuyện tài đình như chuyện vừa diễn ra tại lễ phu quy tư thời khi hai bên xu gia đang ngồi trao miếng trầu miếng cao uống chung rượu lễ bàn về chuyện sau ngày cưới sẽ để mười tốt về ở rẫy vì mười tốt ngay đâu quê ở tận miệng thứ Bức thình lình của một người đàn bà bồng con tới gạo khóc chị khẳng định mình là vợ chính thức của mười tốt mà chị không cần khẳng định người ta vẫn tin khi đứa con trai chị bồng mặc y hệt mười tốt khi đã bình tĩnh mọi người quay vô tìm mười tốt cùng ba mẹ anh ta để đối chất làm rõ sự tình thì không còn họ ở đó nữa nếu như không có gì sao anh ta phải trốn chạy sự thật đã phơi bày mùi thuốc đã cứu vợ quê nhà. Cha mẹ chú rể cũng là người đóng giả. Mùi thuốc đã nhờ người quen đóng thế vai. Một tháng sau ngày cưới không thành, tư thợ không bước ra khỏi nhà, không ai khuyên dỗ được. Tư thợ khóc trách phận bạc. Bữa trước, khi họ đó đáp, cô dặn người ta chuyện vợ chồng chứ có bồn chồn mà gia đình lại vội vàng không tìm hiểu kỹ để rơi vào tình cảnh bẻ bàn. Đêm cuối tháng, trời mưa vận vũ, bà Kiên nằm trong căn chòi canh lúa trằn trọc không thể nào chợp mắt được. Từ thời đáng thương quá, ý tứ gìn giữ trước sau mà cũng không thể nào vượt qua được những toan tính của người đời. Người hiền lành hết ra như vậy là để thương, để quý. Anh nghe bạn cái nói, từ thời buồn và mặc cảm không dám gặp ai, dù một cách khách quan cô không có lỗi lầm. Đó như một trắc trở, một vấp pháp mà số phận đã rung rủi áp vào cô. Bà Kiền suy nghĩ mãi, tự hỏi đi hỏi lại, có thật lòng yêu thương tư thời hay chỉ là phút giây nông nổi. Tư thời bây giờ đã là người tình duyên gian dở. Anh có chấp nhận một người như vậy về làm vợ anh, rồi sau này sẽ là má các con anh. Bà Kiền hái rổ mận mé rạch sau nhà, đem qua nhà tư thời. Bao nhiêu ý tứ lớp lan định nói, bỗng nhiên bốc hơi khi bước qua ngạch cửa anh nói đem qua cho tư thời rỗi mận gặp bữa cơm người nhà mời nhiệt tình nên anh cũng ngồi lại cùng ăn cơm con muốn xin hai bác cho con cưới tư thời làm vợ nếu hai bác không chê con con sẽ thưa ba má con qua thư chuyện giọng ba kiên lập dập ngắt ngứ cả nhà bối rối người nhà bảo chuyện tư kiên vừa nói đột ngột quá họ không biết trả lời sao. Thật lòng, bác năm, ba tư thời, e ngại bên nhà ba kiên sẽ phản đối. Họ đâu dễ chấp nhận một người duyên lỡ dở vậy về làm dâu. Ba kiên ngồi trước sân, lẩm bẩm, cây mận này cũng năm chục năm rồi. Nó chứng kiến những thăng trầm từ ngày ông bà đến đây. Ban đầu chỉ định đi vài tháng cho tư thời nguôi ngoai chuyện cũ. Nhưng rồi ông thấy có lẽ ở vùng đất mới này sẽ hợp hơn không một ai biết về câu chuyện cũ. Họ chỉ biết tư thời là vợ ông. Bà Tư đi trước như lời ông nói hôm nào. Ông Tư ngồi đó, người nhũng ra, không làm nổi chuyện gì. Rồi ông tự trấn an, đó chẳng phải là tâm nguyện mà có lần ông nói với bà sao. Lúc tận liệm thay cho bà bộ áo dài, ông nhìn lại người phụ nữ ông yêu từ thở thiếu thời đến khi bạc tóc. Cầm lọn tóc chỉ còn nhỏ xíu như lọn rau hẹ Ông kìm nén để đừng rơi nước mắt. Bà có đẹp hay xấu, già hay trẻ cũng không ảnh hưởng đến tình yêu ông dành cho bà. Tình yêu ấy chắc chiêu âm ỉ tháng qua ngày lại đậm đà như nước dùng ông bà nấu cho món hủ tiếu bấy lâu nay. Quán hủ tiếu đóng cửa, không còn bản treo có dòng phấn trắng hẹn ngày bán lại. Bà đi rồi, ông cũng không bán nữa. Cây mận trước nhà hết lứa này tới lứa khác rụng bời bời không có bà, ông không buồn hái. Một bữa ông đi chợ mua thức ăn về cúng cơm, lẫn thẩn lại mua cá đối. Lúc dọn cơm lên bàn thờ bà, ông chợt nhớ, từ khi về cùng nhau, bà chưa bao giờ làm món ăn gì có cá đối. Có thể bà sợ ông buồn, vì cá đối gợi câu hò của người xưa cũ. Không có ai, ông cứ để nước mắt tự do rơi. Ông nhìn ra ngoài quán hủ tiếu đóng cửa, mận quá thì trắng sân. Câu chuyện thứ tư Bức ảnh mờ nhòe Từ lâu không còn những cuộc gọi vào sáng sớm hoặc đêm khuya. Mỗi lần nghe điện thoại vào những giờ đó, ông đều cảm thấy phấp phỏng lo âu. Ông nhấc máy, giọng đứt quãng Alo, alo, không ai trả lời. Ông đợi một chút rồi đặt máy, có lẽ lại nhầm số. Họ, những người gọi nhầm số ấy, đôi khi rất ương bướng Họ có thể gọi đi gọi lại vài lần và khăng khăng đây chính là số của họ. Có lần người đàn ông nọ còn lớn tiếng, đây là số của nhà tôi, rồi cứ gọi đi gọi lại, Lan, Lan, anh đây. Bố khỉ, ông bật cười, định bước ra sân thì chuông lại đổ hồi. Lại nữa, ông lào bầu nhưng vẫn nhắc mái. Lần này, giọng của một người phụ nữ xin lỗi. Có phải số má cung hùng không ạ?" À? Giọng nói lạ, ông đáp về dặt, Dạ xin lỗi, tôi đang nói chuyện với ai đây?" Hình như có tiếng cười khẽ, "Vân đi ạ, à. Vân, Thúy Vân, Cẩm Vân, Thanh Vân, Thủy Vân, Diệu Vân, ai trong số những Vân ông từng quen biết hôm nay vẫn còn nhớ đến ông." Hình ảnh của những Vân lướt qua tâm trí ông, hình ảnh của những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp ông giật mình khi nghe tiếng ho rồi giọng người phụ nữ vân học sau anh hai năm đã cùng anh và anh tuấn tham gia chuyến thực địa tìm hiểu ngôn ngữ mường ở hb ôi trời ông kêu thầm vừa ngâm nhẫm tên vừa cố hình dung khuôn mặt của cô sinh viên ấy rồi thở ra nhẹ nhõm mai thị vân hồi ấy giữa lúc đám con trai lớp ông quay quanh hai cô gái mới nhập học Ông còn mãi mê với những trò nghịch ngợm của mình, chẳng mãi may để tâm đến họ, ngay cả trong chuyến đi ba tuần mà cô vừa nhắc. Ông hắn giọng, lâu ngày quá, cô Vân khỏe không? Nhận ra câu hỏi có vẻ khách sáo, ông lại hắng giọng. Vậy tôi có thể giúp gì cho cô Vân? Dạ, nếu không phiền, anh tìm giúp em một bức ảnh của lớp anh, họ còn ở MT. Ảnh ư? Ông hỏi lại như không nghe thấy câu hỏi và sự ngạc nhiên trong giọng nói của ông người phụ nữ tiếp tục câu chuyện của mình vâng em đã hỏi mấy người rồi mà không ai còn giữ em cũng hỏi anh hú họa thôi ạ à. có tin gì anh làm ơn gọi hoặc nhắn kèm qua hộp thư điện tử em cần lắm ạ à? ông nghe thấy có chút nghẹn ngào trong những âm sau cùng chính vì những âm sau cùng ấy mà ông không dám từ chối dù biết chắc mình không còn lưu giữ tấm hình nào của kết thổ xa xưa ấy ông bắt đầu những cuộc gọi ngay sau ly cà phê sáng trước hết là vài người ông còn giữ mối liên hệ bạn bè rồi những cuộc gọi cho những người thân của những người ấy và cứ thế có đến vài chục cuộc gọi trong một ngày mỗi lần ông lại lặp lại những kỷ niệm lớp ấy thời ấy nơi ấy thầy ấy cô ấy thậm chí cả những trò nghịch ngợm của chính ông nhưng ông không nói lý do tìm bức ảnh vì chính ông cũng không biết giữa lúc ông muốn kết thúc cuộc tìm kiếm thì một người đang sống ở australia gửi vào hộp thư bức ảnh ông cần tìm với vỏn vẹn một dòng chữ gửi anh bức ảnh cũ ông viết thư cảm ơn và không thực sự biết mình đang liên lạc với ai đó là một bức ảnh đen trắng bé xíu với mấy chục người ngồi chen nhau trên những bậc thềm của một ngôi nhà lớn dường như là một hội trường. Ông mở to hết cỡ để nhìn lướt qua từng khuôn mặt. Mỗi khuôn mặt đều nghề mờ. Ông tìm ra chính mình nhờ chiếc áo sẫm màu giữa những chàng trai mặc sơn mi trắng. Hồi đó, ông thích màu nâu, mà cũng vì muốn khác người. Dù không mấy hài lòng với bức ảnh, ông vẫn chuyển tiếp cho Mai Thị Vân. Sau hai ngày chờ đợi hồi âm, ông gọi điện thoại. Chào cô Vân, cô đã nhận được ảnh chưa dạ ngày nào em cũng mở mạng mà chưa thấy ạ à? vậy tôi sẽ gửi lại dạ em vẫn chưa nhận được tôi gửi lại ngay đây quá tàm ba bận mà cô có một khung hình trắng trống trơn anh ạ à? vậy cô vân có dùng vây bơ hay là Zalo không dạ có em dùng mấy thứ này để trò chuyện với bà con thân thích tứ tán khắp nơi tôi gửi thử qua Zalo nhé mà không hiểu sao em vẫn chưa nhận được. Hay anh ấy không còn muốn gặp em? Ai hả cô? Anh Tuấn ạ? À? Anh ấy mất lâu rồi. Ông ngừng lại một chút, lấy một hơi thở, cố lấy giọng bình thản, chắc mạng trục trặc thôi, hình như đứt cáp ở đâu đó. Dạ. Tôi thử về bờ nhé. Vâng, cảm ơn anh. Trời Phật ơi, em nhận được rồi. Em đang ở rất xa Hà Nội. Nhưng thế nào em cũng đến thăm cảm ơn anh. Em không biết ai đã bách bảo cho em tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh. Vẫn chút nhẹ ngào trong những âm thanh sau cùng. Không có chi. Ông đáp rồi buông máy, bước ra ngoài khuôn cửa, hít thật sâu, chút khí lạnh từ cơn mưa cuối mùa, cảm thấy bất an hơn là bằng lòng với công việc mình vừa hoàn tất một cảm giác gần như sự sợ hãi giữ chặt tay bà trên chiếc remote màu đen trong khi mắt chăm chăm nhìn vào bức ảnh bé bằng nửa bàn tay đang bất động trên màn hình. Lỡ như mình không thể nhận ra Tuấn giữa những chàng trai kia. Cuộc gặp giữa hai người gần như chỉ gói gọn trong ba tuần trên vùng đất cổ xưa hắc bể ấy. Nhóm của họ có bảy người, bốn người năm thứ ba, trong đó có Tuấn và Hùng, ba người năm thứ nhất, trong đó có bà Bà được bố trí ở một căn nhà riêng, nhưng sau ngày làm việc, hầu như tối nào cả bọn cũng kéo nhau sang quay quần bên bếp lửa, trò chuyện râm ran. Nhiều tối, ngồi nghe Khiêm hát đến khuya muộn. Khiêm hơi xấu trai, nhưng có một giọng hát trầm ấm kỳ lạ. Khiêm là chàng trương chi của cả khoa ngải. Ngày đầu cũng có, không những một, mà là hai ba nàng mị nương say mê tiếng hát của chàng. Bài hát được yêu cầu nhiều nhất là nụ cười sơn cướp của tô hải mọi người có lý do để tin rằng nhạc sĩ đã sống ở chính nơi họ đang sống với núi với hoa rừng với dòng suối trong veo với cơn mưa xuân đã buồn bã khi phải chia tay cô gái mường có chiếc thắt lưng xanh chiếc khăn màu trắng chiếc phòng sáng long lanh có nụ cười quá xinh mà họ gặp hàng ngày trên những con đường nhỏ quanh làng bản khiêm tựa lưng vào chiếc cột gỗ lớn dạo vài nốt trên cây guitar cũ và cất lời. Nàng ơi, tôi đã rút tơ lòng, dệt mấy cung yêu thương, gửi lòng trong trắng của mấy bông hoa rừng, đời đời không tàn như khúc nhạc lòng tôi. Cỏ cây hoa lá, thương nhớ mãi người đi, và dân sầu lên mi mắt người về, thơ thẩn đàn chim ngừng tiếng hót, mưa xuân đang tưới lúa u sầu, buồn cứ dòng nước mong xóa bóng chim uyên và gió chiều còn xót thương cho mối tình còn vấn vương. Một sự yên vắng kỳ bí vây bọc lấy mọi người như thể họ đang thiếp đi vậy. Tuấn ngồi đối diện với cô. Cô nhìn mái tóc dày dặn, khuôn mặt cân phân, đôi mắt một mí quanh qua ánh lửa. Khi nghề mờ, khi bừng sáng. Lúc ra về anh nói nhỏ, chỉ đủ cho cô nghe thấy. Em ngủ ngon nhé. Cô đã không ngủ vì lời chúc hằng đêm ấy. Cô đã cầu mong cho mỗi ngày dài thêm ra, mỗi tuần dài thêm ra và đợt thực tập kéo dài mãi. Nhưng rồi ba tuần cũng trôi qua. Trên chuyến xe trở về, anh ngồi bên cô, mặc cho những đùa vui của bạn hữu, mặc cho khiêm vừa gãi đàn vừa hát. Ai về sau dãy núi kim bôi, nhắn rằng tim tôi chưa phai mờ. Cỏ cây hoa lá thương nhớ mãi người đi, và dâng sầu lên mi mắt người về. Hai người họ lặng im. Tại cổng trường, khi rẽ về khu nhà của năm sinh viên, anh hẹn sẽ đem cho cô cuốn lúa đồi và thảo nguyên. Họ không ngờ đó là giây phút bắt đầu của một cuộc chia tay dày đặc, vĩnh viễn. Gần như sau chuyến đi thực địa ấy, anh cùng một số sinh viên khác nhận lệnh tập trung, chuẩn bị vào chiến trường và cô phải tiếp tục việc học của mình tại nơi sơ tán cách xa Hà Nội. Nhiều năm sau, cô vẫn nhớ buổi sáng ấy, khi cô đứng lẫn giữa đám đông nơi cổng trường Tiện Tuấn và bạn bè anh. Tuấn loài người ra ngoài ô cửa của chiếc ô tô lớn màu xanh đưa mất tìm cô. Anh nói điều gì đó mà cô không nghe rõ. Rồi có ai trong đám đông chuyển cho cô cuốn hú đội và thảo nguyên. Nhiều năm sau, cô vẫn nhớ buổi sáng ấy. Khi cô đứng lẫn giữa đám đông nơi cổng trường Tiện Tuấn và bạn bè anh. Tuấn loài người ra ngoài ô cửa của chiếc ô tô lớn màu xanh đưa mắt tìm cô. Anh nói điều gì đó mà cô không nghe rõ, rồi có ai trong đám đông chuyển cho cô cuốn núi đồi và thảo nguyên. Giữa những trang sách là bức thư của anh, bức thư chỉ vỏn vẹn có một dòng chữ. Anh sẽ về, hôn em, nằm ở trang đầu của truyện ngắn cây phong non trùm khăn đỏ. Hai năm sau, cô hay tin Tuấn hy sinh khi cô mở bức thư màu mực đã phai gần hết, cô gấp trang giấy trắng đặt vào trang đầu của truyện ngắn cây phong non trùm khăn đỏ. một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và cay đắng của nhà văn người Kyrgyzstan giờ đây khi nhớ lại mọi điều bà nghĩ những ngày đi thực tập ở HB, Tự như quãng dừng chân ngắn ngủi ở một trạm giao ly nào đó trong chiến tranh, họ gặp nhau yêu nhau rồi vội vã chia tay. Kẻ nam người Bắc theo những nẻo đường không thể đoán định. Có phải những mối tình như thế sống lâu trong tâm tưởng người ta? Đẹp hơn hay khác biệt với những mối tình khác? Có phải những gì bất thành sẽ còn lưu dấu trong ta sâu nặng hơn những gì viên mãn đủ đầy? Vì thế chăng mà trong những ngày này, sau bao nhiêu thời gian, bà lại ao ước được nhìn lại hình ảnh của Tuấn một nỗi nhớ tiếc, một niềm ân hận khuất lấp giữa bao nhiêu bận biểu lo âu suốt những tháng năm qua đã chật bừng thức trong một buổi chiều bình thường của ngày chấm đông. Lạc trong những ý nghĩ miên man bà giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, giọng ông Hùng có vẻ lo lắng. Cô đã tìm thấy Tuấn giữa bọn chúng tôi chưa? Dạ, bà đáp khẽ, nhìn tay mình vẫn đang giữ chặt chiếc remote không đợi câu trả lời ông nói giọng phân trần ảnh cũ mà nhỏ quá mở càng lớn thì càng mờ nhòe cô ạ tôi cứ mở đi mở lại nhìn vào từng khuôn mặt nhìn cho đến khi có thể tìm thấy một chút gì thân quen ba năm sống cùng nhau giữa thời buổi chiến tranh đủ cho một sự gắn bó ơn trời sau cùng tôi cũng nhận ra một số bạn bè chỉ một số thôi tôi cũng tìm thấy tuấn anh ấy ngồi giữa hàng thứ hai, hai tay đặt lên vai của Nghĩa, bạn thân của anh ấy. Trong một tích tắc nào đó, tôi như thấy cả hai người đang cười. Họ là một cặp hơi lạ. Bên cạnh vẻ điềm đạm của Tuấn là một nhân thường hay đùa vui. Sau khi Tuấn đi ít lâu, nhân cũng vào chiến trường và mất trước ngày đình chiến chỉ vài tuần. Nhân là con trai một, là con liệt sĩ. Anh ấy ở trong diện ưu tiên không hiểu sao ông im lặng khá lâu rồi đột ngột nói thêm tôi nghe nói trong nhật ký của mình nhân đã viết chiến tranh là độc ác bất luận người ta nhân danh điều gì ừ người ta không tranh cãi với một người đã mất cô à tôi cảm ơn cô Vân nhờ cô mà tôi nhớ lại nhiều điều tưởng đã quên vắng đi sau bấy nhiêu năm tháng nói sống lại thì hơi văn vẻ nhưng quá vậy cô ạ. À. à, có thể bức ảnh chụp trước ngày chúng tôi tốt nghiệp. Quen với lối nói đứt quảng, vừa nghĩ vừa nói quòng, bà giữ mái chờ đợi, nhưng sau một tiếng ho khan tất cả lặng tắt. Bà mở bức ảnh. Theo chỉ dẫn của Hùng, bà tìm Tuấn và Nhân. Quả như lời Hùng, có một chàng trai ngồi giữa hàng thứ hai, đang đặt hai tay lên vai người ngồi ngay trước anh ở hàng đầu tiên. Có lẽ họ đang cười như ông Hùng nhìn thấy. Có lý nào những chàng trai tốt nghiệp đại học ở tuổi đôi mươi là không cười trong một bức ảnh lưu niệm. Nhưng bà không nhìn thấy nụ cười ấy. Bà không sao nhìn rõ khuôn mặt của Tuấn. Nó không chỉ mờ nghè bởi bức ảnh quá cũ, quá nhỏ. Ý nghĩ đó đau đớn như một nhát cắt bất ngờ trong tâm khảm. Ta đã không kịp biết chút gì về anh, quê quán, gia đình, bạn bè sở thích anh đã mang theo tất cả ở tuổi 22, mang theo cả nhân người bạn của anh, người mà giờ đây bà tin chắc chính là người đã chuyển cuốn ngúa đồi và thảo nguyên cho bà trong buổi sáng tiễn đưa Tuấn. Anh đã mang theo cả hình ảnh của chính anh. Afterlife, Thế giới bên kia, phim của Hirokazu Korida, đạo diễn nổi tiếng người Nhật. Trong 7 ngày đầu sau khi mất, dưới sự hướng dẫn của các cố vấn mỗi người được lựa chọn cho mình một ký ức đẹp đẽ nhất, sâu sắc nhất. Ký ức đó sẽ vĩnh viễn thuộc về họ. Trong ngôi nhà lớn, nhiều phòng nằm giữa khu vườn rộng, họ cùng nhau lựa tìm những ký ức sẽ mang theo. Nhiều người lập tức tìm ra kỷ niệm đáng nhớ của mình. Cô bé xinh xắn có giọng nói ngọt ngào, nhớ lại buổi giả ngoại trên núi thủy sinh cao vời. Chàng phi công không thể quên thời khắc, máy bay của anh xuyên qua đám mây mềm xốp, tự chiếc kẹo bông trong hội chợ hay cậu con trai trẻ nọ nhớ những buổi sáng đi tàu điện đến trường đưa mặt đón ngọn gió mát qua ô cửa một chàng trai khác nhớ về cô gái có chiếc chuông nhỏ kêu rinh rinh một bà cụ nhớ giây phút kinh hoàng của trận động đất tất cả nằm rạp xuống bên vệ đường bà cụ tóc ngắn vừa cười vừa nhắc lại hình ảnh cô gái mặc váy đỏ đi dài đỏ trong điện nhảy đôi dài đỏ theo nhịp điệu bài hát tôi muốn một con voi lớn một ông cụ trầm ngâm nhớ ánh trăng màu xanh chiếu vào mắt khi đang định tự tử. Cô gái làng chơi nhớ đến ao sen bên đường trong ngày lễ thành nhân và người đàn ông không bao giờ nói anh yêu em. Một cụ ông ghi dấu hình ảnh người phụ nữ bưng bát cháo nóng, thổi từng thì một, bón chồng khi ông đau yếu. Có những người lưỡng lự khá lâu, như chàng trai tóc dài, ăn mặc như gã giang hồ chính hiệu. Thoạt tiên, chàng tuyên bố mình không muốn lưu giữ ký ức nào. Sau đó lại muốn lưu giữ giấc mơ với biển đầy màu sắc, con tàu đang chạy và cảm giác như có ai đang đuổi theo mình. Cô gái bé nhỏ xinh xắn và lần thay đổi ký ức, rồi sau cùng muốn lưu giữ giây phút tự vào chân người mẹ khi bà lao tay cho cô. Trường hợp khó khăn nhất là của một ông cụ mặc áo phép đeo kính dầm rau cắt tỉ cẩn thận. Cụ liên tục đưa tay so lên phần trán của mình dây dứt vì không sao nhớ lại những kỷ niệm. Cuối cùng, các cư vấn phải tìm 71 video ghi lại cuộc đời cụ, mỗi năm một tập. Sau vài ngày liên tục ngồi trước màn hình, cụ dừng lại ở hình ảnh người vợ trẻ trung xinh đẹp, nhẹ nhàng, mang khai trà đến cho mình khi ông đang ngồi làm việc. Rồi bất ngờ, ông nhận ra chàng thanh niên đẹp trai đang giúp mình tìm ký ức, chính là vị hôn phu của vợ ông. Họ đã đến hôn trước ngày chàng trai ra trận anh mất năm 22 tuổi. 22 tuổi, Tuấn đang ngồi bên kia bếp lửa, đối diện với người thiếu nữ anh yêu, trong ngôi nhà sàn giữa phụng núi thức bê. Và khiêm đang hát, tôi nhớ mãi một chiều xuân chi phôi, mây mờ dăng xuống múa đồi, và trong lòng mưa hơn ở ngoài trời.